Wow, quá đã luôn mọi người. Tuyệt vời. Mình câu được con này là con thứ tư, nhưng mà chỉ quay được cho mọi người xem có một con này là cá cắn thôi. Mấy con kia cho do cái trời nó gió quá, lúc đầu mình xuống mình không quay được cho mọi người xem, mong mọi người hết sức thông cảm cho mình. Tuyệt vời. Nó tạm ở kia. Phê thật đấy. Cảm giác rất là sướng luôn mọi người ạ. Nó tạm ở kia kìa. Có hai con nhá. Mình thấy hai con đuổi mà câu được có một con này. Đấy. Mọi người ạ, rất là tuyệt vời luôn. Cảm giác rất sướng, câu cá lóc là cảm giác rất là thú vị mọi người ạ. Nó bay nó táp này xong giật một cái, sướng lắm. Mọi người anh em nào có ai câu thì hãy câu thử. Ok, mình sẽ gỡ nó ra nhá. Mình câu được ba con trước ấy, mình không quay được. Mình chỉ có con này nào mình quay cận cảnh cắn cho mọi người xem thôi, trong túi kìa. Bây giờ mình sẽ gỡ và bỏ vào túi, quay túi cho mọi người xem nhé. Kia có một con ếch kìa mọi người. Mọi người rời tối nhưng mình vừa câu được con ếch ấy. Tất cả là 4 con cá một con ếch nhá mọi người. Trời tối quá rồi nên là mình cũng cố quay lốt con này là con cuối cùng rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok, được con ếch chưa đấy, ếch đồng Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip lần sau. Trời quá tối, bây giờ là trời rất là tối đấy, chắc tầm 5 rưỡi, tầm 6 giờ rồi. Đấy, mình không xem đồng hồ nhưng chắc tầm phải 6 giờ. Biết bây giờ là mấy giờ này. Đúng 6 giờ luôn mọi người ạ. 6 giờ 1 phút rồi. Ok. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào.